Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là chiều ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9. Bây giờ là khoảng 3 giờ 45 phút chiều giờ Cali. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ hai rồi là đầu tuần. À, nhưng mà ở Hoa Kỳ thì vẫn là cuối tuần. Thì trước hết Thuận hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Và trong tuần này đó chúng ta cũng có một vài cái sự kiện các bạn cần phải nên lưu ý đến và thùng sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa và đây là một video có thể ngắn hơn thường lệ tại vì chủ yếu thùng muốn cập nhật nhanh với các bạn một số những cái thông tin mà thôi và các bạn thấy là ngay thời điểm này đó thì hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đã mở cửa và chúng ta nhìn thấy được là Dow Futures S&P Futures và Nasdaq Futures đã xanh một chút hiện tại và cuối tuần này cũng rất là tốt đối với crypto các bạn thấy được là sau cái đợt tăng lên vào ngày 9 tháng 9 cách đây 2 ngày đó thì giá đã tăng từ 19.300 trên BTC lên tới mức cao đó là cách đây vài tiếng đồng hồ là 21.800 đô, à giá bây giờ vẫn ở mức là trên 21.000 đô hiện tại thì sau khi mà giá pump lên vẫn tiếp tục giữ được ở cái mức này và BTC có sự tăng trưởng tốt các bạn thấy được là cuối tuần này những cái đồng đồng altcoin thì cũng có cái sự tăng trưởng theo BTC phần lớn là như vậy nhất là chúng ta nói tới Ethereum đó, thì cũng đã tăng lên tới mức là 1748 hiện tại và tổng vốn hóa bây giờ đó là 1,1 nghìn tỷ và chúng ta cũng biết hôm nay đã là ngày nào rồi hôm nay là ngày 11 tháng 9 À, có nghĩa là ngày tưởng niệm của cái sự kiện đã xảy ra năm 2001 thì cái sự kiện này đó là một cái sự kiện mà chúng ta thấy năm 2001 tới bây giờ đó đã là 21 năm rồi nhưng mà đối với thuận nó giống như là ngày hôm qua vậy đó các bạn thực ra thời gian đi rất là nhanh à, thuận qua Mỹ đó là năm 1998 thì sự kiện này xảy ra là 3 năm sau khi mà thuận qua Mỹ và lúc đó thường chỉ có 17 tuổi thôi cho nên thực sự không không hiểu nhiều lúc đó thì cũng khá là hỗn loạn nhưng mà thường cũng không có hiểu nhiều đâu nhưng mà bây giờ suy nghĩ lại đó mới thấy được cái sự ảnh hưởng của sự kiện này là như thế nào và những mà nào mà không rành thì các bạn đã biết là chúng ta có một cái đợt tấn công khủng bố vào năm 2001 và có hai chiếc máy bay đó đã đâm vào tòa nhà ở New York và cuối cùng nó đã dẫn đến rất là nhiều hư hại và đã lấy đi 2.977 sinh mạng trong cái cuộc tấn công này. Cho nên đây là một cái sự kiện rất là đáng buồn cho người dân của Hoa Kỳ và cái nơi mà tòa nhà đó đó thì bây giờ đó người ta đã xây thành một cái thác nước tưởng niệm như thế này thì lúc mà thường còn ở New York đó thường cũng đã từng đi viếng thăm ở chỗ này thật ra đối với lại người dân của New York đó, thì đây là một nỗi buồn của họ tại vì người nhà của họ có thể là đã qua đời ở đây nhưng mà bây giờ đây lại trở thành một cái nơi giống như là người ta đi du lịch gì đó thường thấy có rất nhiều dân du lịch tới đây và ngay cái chỗ mà thác nước này đó đây chính là cái tòa nhà khi xưa thì người ta bây giờ giống như là người ta bỏ tiền bạc cắt vô đó đó để cầu nguyện hay cái gì đó thường không biết nhưng mà đối với người dân ở New York đó, thì nhiều người không thích tại vì đây là một cái nơi đau buồn của họ mà bây giờ lại trở thành À, một cái địa điểm du lịch check-in à, nhưng mà đó là quan điểm của mỗi người mà thôi nhưng mà cái sự kiện này đó cái à, sức ảnh hưởng cũng rất là lớn đối với tài chính à, chúng ta đã biết đó là New York là trung tâm tài chính của Hoa Kỳ và có thể nghĩ đơn giản đó là cái sàn chứng khoán quan trọng nhất của cả thế giới thì sau cái cuộc tấn công này đó chứng khoán của Hoa Kỳ chỉ đóng cửa có 4 ngày mà thôi đã mở cửa lại sau 4 ngày đóng cửa ngày 17 tháng 9 mà lúc đó nó sự kiện này xảy ra, nhiều người nghĩ là chắc chứng khoán Hoa Kỳ sẽ đóng cửa một thời gian dài. À, tại vì mở có thể là không ai dám tới đó hay là à, bây giờ quá hỗn loạn thì mở chứng khoán làm cái gì nhưng mà chỉ sau 4 ngày thôi thì thị trường chứng khoán đã mở cửa cho lại thì một số người nhìn vào sự kiện này nói là tại sao mà người ta lại tham tiền như vậy? Một cái sự kiện lớn như vậy đó biết bao nhiêu là người à, đã ra đi mà chứng khoán Hoa Kỳ lại mở cửa lại sớm như vậy để mà kiếm tiền thực ra không phải đâu các bạn đây là một cái thông điệp đối với Thuận đó chính là người dân của Hoa Kỳ đã hoàn toàn không trùng bước với những cái sự đe dọa đến từ bên ngoài có nghĩa là cho dù ở New York sự kiện này xảy ra chỉ vài ngày trước đó nhưng mà người dân của New York vẫn không sợ và chứng khoán mở cửa hoạt động trở lại đó là một tiếng nói chung là họ không sợ khủng bố à, và đối với Thuận là như vậy và chúng ta thấy được cái sự kiện này đó ảnh hưởng kéo dài cho đến cái đợt cung quản tài chính năm 2008 luôn. Thì rất nhiều bạn cũng đã biết là năm 2008 đó thì đó là khung quản tài chính liên quan đến tín dụng và bất động sản. Và nhiều người đó thì cũng đã biết cái lý do tại sao rồi người ta đi mượn cái số tiền quá lớn mà cái thu nhập người ta không đủ và ngân hàng thì khá là lỏng lẻo dẫn đến là nhiều người không trả nổi nợ tại vì người ta nghĩ là người ta mượn à, tiền để mà mua nhà rồi nhà cứ tăng giá liên tục người ta có thể bán lại cho người khác trước khi mà người ta phải trả nhiều tiền nhà cho ngân hàng nhưng mà cuối cùng không phải như vậy giá nhà đã sụp đổ năm 2008 như bạn cũng đã biết rồi nhưng mà thật ra đó nhiều người cho là cái sự kiện này đã bắt đầu từ cái sự kiện 11 tháng 9 năm 2001 cái bạn đã nhớ đó là bong bóng com thì đã bị vỡ vào năm 2000 và chúng ta đang nhìn đây là cái chỉ số của Nasdaq thì các bạn thấy được là chỉ số Nasdaq đó, tháng 12 năm 1999 là ở mức là 4.572 điểm mà chúng ta thấy được là cho đến năm 2001 đó tới thời điểm là tháng 6 đó đã xuống còn có 1498 điểm mà thôi từ 4.000 mấy điểm chỉ xuống chỉ còn có 1.498 điểm và sau đó 3 tháng thì có cái sự kiện 11 tháng 9 xảy ra và ngay lúc đó nó thì uh, chủ tịch của Fed chính là Alan Greenspan uh, thì đã ra quyết định uh, là tiếp tục cắt giảm lãi suất tại vì chúng ta được là cái sự ảnh hưởng của bóng bóng com đó thì đã dẫn đến là Fed đã cắt giảm lãi suất từ tháng 12 của năm 2000 đó. lúc đó là lãi suất của Fed là khoảng 6.4 uh, mà cắt giảm xuống cho đến cái thời điểm là tháng 8 đó của năm 2001 là còn 365 Rồi sau khi mà có sự kiện 11 tháng 9 á, thì chúng ta được là Fed lại tiếp tục các giảm lãi suất giảm dài cho đến các bạn thì được là tới năm 2002 chỉ còn có 1,75 rồi tới năm 2003 lại giảm thêm nữa rồi tới năm 2004 chỉ còn có 1% mà thôi và chúng ta đã được đó là cái đợt cắt giảm lãi suất này cộng với lại à, những cái hành động là bơm tiền vào trong thị trường giống như là cho vay hay là mua công trái phiếu của Hoa Kỳ, mua trái phiếu của những công ty để cho thúc đẩy nền kinh tế phát triển để có thể nhanh chóng hồi phục lại sau sự kiện 11 tháng 9 thì những hành động này đó đã dẫn đến là cái nền tảng cho cái bong bóng bất động sản được hình thành mãi cho đến năm 2008. Thì đây là tóm tắt lại à, về cái sự kiện và cái mối liên hệ của năm 2001 với cái sự kiện bất động sản năm 2008 mà thôi mà thường muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà không chỉ riêng như vậy đó sự kiện 11 tháng 9 đó đã dẫn đến nhiều cái quyết định sau đó giống như là khi mà thường còn ở New York đó thường tư vấn cho công ty Morgan Stanley là một trong những công ty đầu tư lớn và thường cũng tư vấn cho công ty JPMC cũng là ở New York luôn một cái là ở Midtown một cả là ở Downtown thì trong cái thời gian một năm mà thường ở New York đó đó thì trên phố Wall đó có rất là nhiều những cái building khác nhau và những cái người mà đứng đầu công ty đó những lãnh đạo đó thì họ không được ở chung một building mà họ chia ra nhiều cái building khác nhau ở trong thành phố tại vì cái sự kiện 11 tháng 9 lỡ như mà có cái gì đó đáng tiếc xảy ra đó thì còn có người ở building khác sẽ không có bị ảnh hưởng và sau sự kiện 1 tháng 9 đó, thì những cái lãnh đạo của những công ty lớn đó khi mà họ đi dự hội nghị đó khi mà họ đi công tác thì không thể có hơn hai lãnh đạo lớn cùng một chuyến bay có nghĩa là nếu như mà có năm lãnh đạo của công ty đi đó phải chia ra nhiều chuyến bay để tránh những cái sự kiện này lỡ như có chuyện gì thì vẫn còn người có thể tiếp tục lãnh đạo công ty rồi bây giờ chúng ta không nói tới cái sự kiện này nữa chúng ta bây giờ hãy nói tới là hai sự kiện lớn trong tuần này là hai sự kiện gì Đầu tiên hết đó chính là cái sự kiện chỉ số lạm phát CPI sẽ có trong tuần này và cái mà chúng ta hy vọng đó là lạm phát tiếp tục giảm xuống. thì bây giờ thuận vẫn chưa có nhận được cái thông tin là ước tính là bao nhiêu nhưng mà các bạn đã nhớ là cái chỉ số của tháng vừa rồi đó là 8,5%. Cái mà chúng ta hy vọng đó là cái chỉ số trong tuần này đó chúng ta sẽ biết trong vòng vài ngày nữa đó chính là ngày thứ ba ngày 13 tháng 9. À, vào lúc 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali và đó chính là ngày thứ ba 13 tháng 9 7 rưỡi, tối giờ Việt Nam thì đó chính là cái thời điểm mà các bạn sẽ biết cái chỉ số này và chúng ta hy vọng là chỉ số này đó như là tháng vừa rồi hoặc là ít hơn chứ còn nếu như chỉ số này mà nó đi ngược trở lên đó à, thì sẽ là một trong những dấu hiệu chúng ta không thích tại vì chúng ta muốn là Fed có một cái sự an tâm hơn tuy là chúng ta vẫn biết là Fed sẽ tăng lãi suất trong cái tháng này và có thể tiếp tục tăng cho đến cuối năm nay nhưng mà chúng ta cũng muốn là từ cuối năm có nhiều dẫn chứng cho thấy lạm phát đã thực sự quản lý rồi Fed đã có hiệu quả trong việc hạn chế lạm phát cho nên uh, năm sau Fed có thể là nương tay hơn đó là điều chúng ta muốn thấy và nhìn vào cái chỉ số inflation ở đây không phải là một cái uh, dấu hiệu lạm phát chính thức của chính phủ Mà đây là một trang web Mà dựa theo 30 nguồn Tài liệu khác nhau đó Để mà tính toán Phần trăm lạm phát Cho nên phần trăm lạm phát này Không có giống như là Phần trăm lạm phát của chính phủ à, Nhưng mà nhiều người cho Đây là phần trăm lạm phát Nó đúng hơn Thì chúng ta được là Vẫn nói chung là có cái xu hướng đi xuống chúng ta đã thấy được chúng ta nhìn vào trong vòng 6 tháng qua đây thì 6 tháng trước đó phần trăm lạm phát có thể lên tới là gần 12% bây giờ chỉ còn có 8,83 dựa theo chỉ số này à, và chúng ta nhìn vào một tháng qua đó thì phần trăm lạm phát một tháng trước là khoảng 9,24 bây giờ còn 8,83 thì hy vọng là chúng ta thấy phần trăm lạm phát CPI của tháng vừa rồi vẫn tiếp tục có xu hướng là đi xuống đó là cái thông tin lớn đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm đến trong tuần này chúng ta sẽ biết sớm mà thôi và sự kiện lớn thứ nhì trong tuần này chúng ta cần phải quan tâm đến đó chính là sự kiện hợp nhất của Ethereum. Bây giờ ước tính thì vẫn sẽ diễn ra vào khoảng chừng 3 ngày 7 giờ nữa từ lúc làm video này. Thì chúng ta chỉ còn 3 ngày nữa thôi là sẽ có sự kiện The Merge là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm nay của crypto. Khi mà Ethereum hoàn toàn chuyển qua hệ thống Proof of Stake. Cuối cùng Ngày này cũng đã đến, đây là một ngày mà thông minh nhiều bạn đã chờ đợi biết là bao nhiêu năm qua, từ ngày đầu tiên Thương làm Youtube à, Có nghĩa là cách đây hơn 5 năm đó, lúc đó chúng ta đã biết là team sẽ chuyển thành Proof of Cuối cùng chúng ta cũng đã đợi được tới cái ngày này và đó là hai sự kiện lớn ngoài ra đó thì à, về thông tin thì thực ra cũng không có thông tin nào gọi là lớn trong cuối tuần này đâu các bạn một trong những cái thông tin mà nhiều người nói đến đó chính là Michael Strategy sẽ mua thêm 500 triệu đô la Bitcoin thì có thật hay là không thì thông tin này đó là xuất phát à, từ một cái tài liệu nộp cho SEC ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ tại vì đều công ty trên sàn mà thì uh, trong cái văn bản đó đó thì michael strategy nói là họ đã ký hợp đồng với lại công ty đầu tư btig và Cowen. thì uh, công ty đầu tư này đó hai công ty này sẽ giúp đỡ công ty michael strategy uh, để có thể bán thêm cổ phiếu của công ty À, và ước tính là họ sẽ bán tổng cộng à, thu lại được là 500 triệu đô la và cái số tiền này dùng để làm gì thì dựa theo tài liệu họ nạp cho SEC đó, họ sẽ dùng à, chung cho công ty nhưng mà họ không nói rõ là dùng để làm gì chứ không phải là họ nói là dùng số tiền này để mà mua BTC nhưng mà MicroStrategy đó các bạn đã biết đây là một công ty mà hầu như ngoài việc là bán cái phần mềm ra đó cái công việc chính của michael strategy đó chính là thu mua btc và chúng ta biết mà michael sailor đó đã không còn là ceo nữa mà bây giờ là đang giữ chức chủ tịch của hội đồng quản trị thôi nhớ là như vậy và cái vai trò của michael sailor đó là tiếp tục đưa ra những cái chiến lược để có thể là có thêm tiền thu mua thêm BTC hiện bây giờ đó thì công ty này đã lưu trữ tổng cộng là 130.000 BTC à, với giá trị là khoảng 2,7 tỷ đô la tuy nhiên cái con số này đó đã giảm khá là nhiều so với lại à, trước đây rồi các bạn thì được là ước tính đó, thì MicroStrategy hiện bây giờ à, đã đang âm 1 tỷ đô la tại vì giá của BTC xuống họ thu mua cái mức cũng là không phải thấp đâu. Thôi nhớ hồi thu mua cái mức cũng ba mươi mấy 40 ngàn thì đương nhiên mức này đó là họ đang bị lỗ Nhưng mà các bạn thấy được là bao nhiêu người chọc quê họ, bao nhiêu áp lực nhưng mà họ vẫn tiếp tục lưu trữ Bitcoin hiện tại và lại có ý định thu mua thêm Không biết là trong số 500 triệu này bao nhiêu sẽ được dùng để mà mua BTC Chúng ta chưa rõ hiện tại khi mà khó thêm thông tin, thùng sẽ chia sẻ với các bạn. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin98, bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví tài trang hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coi 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98. Ngoài chuyện đưa ra thì uh, cuối tuần thường thường hay chia sẻ với các bạn danh mục đầu tư hàng tuần Thì trong tuần này ra sao? Trong tuần này đó các bạn thấy được là cái uh, thống kê mới nhất đó của ngày hôm nay Thì chúng ta thấy được là BTC ở trong danh mục đầu tư crypto của Thuận đó Chúng ta nói tới crypto trước đi rồi nói tới tất cả một lát nữa thì crypto đó bây giờ phần lớn thường vẫn đang lưu trữ BTC ở mức là 53,79%, Ethereum đó là 26,97%, uh, BNB là 12,42%, Cardano là 6,06% và một số đồng nhỏ khác như là đồng FTT, uh, đồng Matic thì khoảng 0,76%. Nói chung thì hiện bây giờ đã thường vẫn chú tâm để mà tích lũy thêm BTC hiện tại và tích lũy đến chừng nào thì thật ra thường muốn tích lũy thêm khoảng chừng là 3% BTC nữa thường muốn cái phần trăm này ở mức là khoảng 56% 57% thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn và sau đó Thuận sẽ chuyển qua để tích lũy những đồng khác như là Ethereum vân vân và đó là chúng ta nói riêng về crypto đó Và crypto bây giờ đang chiếm tỷ lệ là khoảng 37.4% của tất cả tài sản của Thuận Tiền mặt của Thuận thì cũng đi giảm xuống một chút rồi Tại vì Thuận vẫn đang tích cực dùng tiền mặt để mà thu mua thêm crypto hàng tuần Thì tiền mặt của Thuận bây giờ mức là khoảng 32% à, Cổ phiếu thì 2,3% và những tài sản khác là khoảng 28% Và đương nhiên à, đây là update hàng tuần để các bạn theo dõi quá trình đầu tư của Thuận mà thôi Thông tin chỉ dùng để tham khảo chứ không phải là lời khuyên đầu tư vì mỗi người có mọi vị thế, thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau Thuận chia sẻ để khi mà các bạn nghe thông tin hàng ngày đó Mà Thuận chia sẻ với các bạn thì các bạn có thể hiểu được là Thuận đang lưu trữ đồng nào Và các bạn nên nhớ đó, đây là một số những cái quy định mà Thuận đặt ra cho bản thân mình mà thôi Các bạn có thể uh, tham thảo Bản thân Thuận đó, thì uh, Thuận lúc nào cũng đi theo những quy định này Đó chính là thứ nhất đừng tin ai trong thị trường này thứ hai đó là các bạn nên tự tìm hiểu chứ đừng hỏi ai là nên làm gì thứ ba là các bạn nên tìm hiểu để mà tự giữ crypto làm sao để giữ trong ví cá nhân ví chữ lạnh hôm qua anh thì cũng là một cái video khá là dài để mà giải đáp những câu hỏi về ví chữ lạnh của nhiều bạn các bạn không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn hay là lưu trữ quá nhiều tiền trên những cái dịch vụ điều kế tiếp đó là các bạn nhớ chúc lời nếu các bạn không chúc lời thì người khác sẽ chúc lời cho các bạn à, điều kế tiếp là phân bổ vốn các bạn cũng đã thấy rồi thôi nếu nào cũng phân bổ vốn uh, ra nhiều phần khác nhau chứ không phải all in hay là all out và không vay mượn khi các bạn vay mượn đó, thì áp lực của các bạn sẽ tăng lên rất là nhiều các bạn đã biết là áp lực của thị trường nó đã không hề nhỏ rồi các bạn vay mượn thì áp lực đó nó còn tăng thêm gấp nhiều lần nữa và zoom out đầu tư dài hạn là tiêu chí của thường không có suy nghĩ đến ngắn hạn mà chỉ suy nghĩ đến dài hạn mà thôi và một trong những cái lý do tại sao mình thường chia sẻ câu chuyện của 11 tháng 9 với các bạn và những động thái của Fed của năm 2000 rồi năm 2001 đó để các bạn hiểu được là tuy chúng ta lúc nào cũng nói là không ai có thể biết được tương lai đó đúng là sự thật tương lai mà làm sao ai biết được nhưng mà Tôi biết là không thể đoán được tương lai nhưng mà Thuận có thể chắc chắn với các bạn là một thứ vẫn luôn không thay đổi đó chính là thói quen của con người. Các bạn thấy được là biết bao nhiêu năm qua, biết bao nhiêu thời kỳ qua, biết bao nhiêu sự kiện những cái phản ứng của Fed, những cái phản ứng của ngân hàng trung ương nó cũng giống nhau mà thôi. Bất cứ một sự kiện nào xảy ra đó thì các bạn thấy được là cũng bao nhiêu đó giảm lãi suất bơm tiền vào trong thị trường. Các bạn thấy được là đây là những cái mà chúng ta có thể dựa vào để có thể là phán xét tương lai như thế nào và trong tương lai lịch sử cũng sẽ lặp lại mà thôi bây giờ fed đang siết chặt nguồn tiền sớm muộn gì fed cũng sẽ thay đổi vì thế rồi thả lắm nguồn tiền một lần nữa để mà kích thích nền kinh tế và cứ như vậy lịch sử lại sẽ tiếp tục lặp lại thị trường lại sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng kế tiếp đó là lòng tin của thuận và hàng tuần nên thì chúng ta cùng nhau trung bình giá cái danh mục đầu tư demo này và chúng ta đã có danh mục này là khoảng hơn 4 tháng rưỡi rồi và mỗi một tuần nên thì chúng ta trung bình giá 100 đô thì uh, tuần này cũng không ngoại lệ các bạn thấy được là từ khi bắt đầu tới bây giờ đó là cái chương mục này đang âm 20,18% và đối với lại phần trăm này đó, thì đương nhiên thấp hơn là nếu các bạn không trung bình giá rồi Tại vì nếu như các bạn không trung bình giá thì bây giờ chương mục này nó âm tới có thể là 50% lần Tại vì trung bình giá hàng tuần cho nên cái giá này đã, nó đã đỡ hơn Nhưng mà vẫn âm hiện tại tại vì thị trường đi xuống mà Nhưng mà chỉ mới có 4 tháng mấy 5 tháng mà thôi Chúng ta không thể nào mà phán đoán được cho đến khi nào mà chúng ta có nhất là 2 năm 3 năm trung bình giá thì mới được Thì chúng ta trong tuần này là tiếp tục trung bình giá nữa và thuận sẽ mua 100 đô BTC 100 đô BTC chúng ta có thể mua được là 0.004 BTC với cái giá hiện tại và Thuận sẽ bấm submit Chúng ta cũng sẽ thu mua thêm 100 đô Ethereum Thì với 100 đô Ethereum đó chúng ta có thể mua được 0.057 Ethereum Thuận sẽ bấm submit Thì coi như chúng ta đã thành công à uh, DCA cho danh mục demo trong tuần này Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Và những mình nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì các bạn bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm hiểu như ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là sàn Binance, sàn bitget hay là sàn Bybit và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và một lần nữa, Thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Yo, yo, I'm like an addict, dude, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got